Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh điện tử máy may vlog của mình nhé. Thì hôm nay mình có gặp một cái boa một kim Rosia chạy hộp vi sinh, nó bị stop này hoặc là bị E03 này. Đấy. Thì mình làm cái video hướng dẫn anh em sửa cái lỗi này nhé. Qua kiểm tra thì mình xác định là nó chết con CPU này, nó vi xử lý này. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm thích tìm tòi về điện tử, thích tự mình sửa chữa các cái lỗi, thì mình sẽ làm video này, anh em sẽ xem qua để cho những anh em đam mê thích về môn điện tử này kiểm tra và sửa chữa được nó nhé. Thì là mình vẫn hay sửa cái lỗi E03 và lỗi stop này, là lỗi chết CPU này là 500.000. Nhiều anh em thợ vẫn bảo là sửa đắt. Thì đây mình làm cái video này hướng dẫn luôn cho anh em để tự mua đồ về sửa chữa khắc phục cho nó chi phí giá thành cho rẻ nhé. Mọi người xem video mà thấy hay thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cái đầu mùa hè đi.
trước rồi nữa. Thank you.
Đấy, như vậy là mình đã lấy được cái con nhiều chân này ra. Bong cái chân ở đây nhé, sau đó ta sẽ hàn con khác vào đây. Và mình đã mua được con mới này, mình lấy hai nó nhé. Xong rồi nhớ xem lại các chân nhé, vì cái này nó rất nhiều chân li ti, nó dính còn chút chiếc này nó dính vào hai chân này nó sẽ cũng không được đâu nhé.
hàng này sẽ để em ký cho nó nguội, mình cắm thử cho mọi người xem nhé. Cắm thử xem là nó có được không nhé. Đấy, giờ 17 này là nó không còn sạc tốt nữa, để mình dựng cái bo này lên xem. 17 nó đang báo nghiêng bo. Giờ mà nó mà báo E05 thì là được nhé. Đấy, E05 rồi này. À, báo không có bàn ghe thì nó đã hết cái lỗi sạc tốt ở E03 rồi nhé. Chia sẻ cái video anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, thích video like video, chia sẻ video giúp mình. Mình xin tạm dừng video thôi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé.